Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, nhiều bậc cha mẹ khi tìm bạn gái cho con trai đều muốn xem ảnh của cô gái đó trước. Theo như quan điểm của người xưa thì thông qua gương mặt có thể đánh giá người này như thế nào. Tuy nhiên, cũng không thể nói rằng một cô gái xinh đẹp thì càng nhiều người thích. Đôi khi, cho dù người con gái đó không ưa nhìn lắm, nhưng vẫn được các bậc phụ huynh yêu thích. Nguyên nhân là vì sao? Người xưa cho rằng, khuôn mặt của mỗi người thì đều sẽ có những điểm khác nhau. Thông qua nhìn tướng khuôn mặt, chúng ta có thể đoán được người này là người như thế nào và tương lai của người đó ra sao. Các cụ có câu, đi chọn vợ phải chọn những người có phúc khí. Xem phúc khí cần xem khuôn mặt. Mỗi người đều có ngoại hình không giống nhau, đều có những đặc điểm của riêng mình. Vì thế, thông qua gương mặt sẽ có thể hiểu được phần nào về người đó. Đây cũng là tuyệt kỹ âm dương trong các môn phái học thuật thời xưa được lưu truyền của đất nước Trung Hoa. Làm sao để nhìn ra một người phụ nữ có phúc khí? Dưới đây là 8 đặc điểm bạn cần quan sát sẽ đánh giá được. 1. Cung điền trạch rộng rãi. Cung điền trạch nằm ở giữa lông mày và mắt. Nếu cung điền trạch của phụ nữ rộng rãi, thêm nữa ở giữa không có vết đen hay sẹo, vậy thì đại đa số họ đều có phúc khí tốt, có điều kiện kinh tế. Nhiều người còn có thể kế thừa tài sản của gia đình và nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Người phụ nữ có đặc điểm như thế này, sau khi kết hôn, có thể giúp cho chồng thành đạt, sung túc, mang lại nhiều tài phú cho chồng. 2. Cằm đầy đặn. Phụ nữ có cằm đầy đặn là người sống tình cảm, không chỉ dễ dàng ứng xử, hòa thuận với người khác, mà còn là một người thân thiện. Có câu, cằm má đầy đặn, vượng phu tịnh gia, nghĩa là người có cằm tròn trịa hoặc hai má đầy đặn là người quý tướng vượng phu. Người đàn ông lấy được người nữ tâm tính hiền thục như thế làm vợ, thế thì người chồng sẽ rất hạnh phúc. Bởi thông thường, những người phụ nữ có thiện tâm, lại tài đức thì không chỉ chăm sóc tốt gia đình mà còn khoan dung, độ lượng, hiền lành, phúc hậu. Họ sẽ khiến nửa kia luôn yên tâm, nhất là trong việc quán xuyến gia đình. 3. Nhân trung sâu dài, sáng sủa. Trong nhân tướng học cho rằng, phụ nữ mà nhân trung sáng sủa, sâu dày, thông thường có sức khỏe tốt, có thể sinh ra đứa trẻ thông minh. Đứa trẻ sinh ra cũng dễ dàng mang trong mình sự hiếu thuận, thông minh, nhiều phúc, tương lai thành tựu cao. Hình dáng của nhân trung sáng sủa cũng là tượng trưng cho sự trường thọ, bởi nhân trung cũng được ví như thọ đường. Phụ nữ đảm đang, tháo vát thêm vào trường thọ, thì chồng vinh hiền, con hiếu thuận. Người có tướng mặt như thế, thông thường có vận mệnh tốt khi về già. 4. Mũi cao thẳng. Phụ nữ có mũi cao mà thẳng, sân căn gốc mũi cao đầy, cánh mũi đầy đặn, đại bộ phận là có phúc khí, phong thái cao quý, có mệnh phu nhân. Phụ nữ có tướng mũi đẹp sáng, dù học tập không xuất chúng, nhưng không phải là không có tiền đồ. Vì dựa vào sự tự tin và giỏi giang của cô ấy, sự nghiệp cũng dần thu được thành quả. Có được sự giúp đỡ của chồng, đồng thời cũng là người tốt nhất trong việc hỗ trợ chồng. Bên cạnh đó, phụ nữ có tướng mũi như vậy cũng sẽ có được sự yêu thương và che chở của nửa kia đến suốt đời. 5. Dái tai to dày. Căn cứ theo nhân tướng học, phụ nữ có dái tai to dày là người có mệnh tốt. Về phương diện kim tiền, bạn bè hay sức khỏe đều không tệ. Phụ nữ có dái tai mềm, rất khoan dung, nhân hậu với người khác, đặc biệt là đối với chồng con, thì rất quan tâm chăm sóc, giàu lòng cảm thông, nhiệt tình với người. Phụ nữ như vậy có phúc khí rất lớn. Nếu vợ bạn
là người có phúc khí, cả nhà vì điều đó mà hòa thuận, về già hưởng thụ cuộc sống, không lo cơm áo. 6. Lông mày có đường ngấn, rõ ràng, thanh tú, sáng sủa. Đôi lông mày dài, hiện rõ đường cong, đi từ đầu đến cuối mắt, đều rất sáng đẹp. Phụ nữ có được điểm này thì tính cách ôn hòa, nhu thuận. Phụ nữ bẩm sinh đã có tướng chân mày như vậy không nhiều. Ai có được tướng mày như vậy, về phương diện sức khỏe thường rất tốt. Đồng thời, họ cũng rất may mắn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu là phụ nữ có tướng này do thẩm mỹ tạo ra, thì vẫn không được tính là người có phúc khí. 7. Mắt to và sáng. Phụ nữ có mắt to, tròng trắng và tròng đen phân biệt rõ ràng, thông thường rất thông minh. Phụ nữ như vậy, thuần khiết lại ngây thơ trong sáng, giản đơn, vui tươi, chính là giống như một bé gái thiện lương xinh đẹp vậy. Hơn nữa, phụ nữ như vậy về mặt ứng xử lại rất lễ độ, khiêm nhường mà không kiêu ngạo. Đồng thời, vì vận mệnh của họ rất tốt, cho nên thường thấy thái độ tích cực để đối đãi với người khác. Cho dù gặp phải khó khăn, đối diện bất hạnh, họ cũng lấy suy nghĩ nhạy bén, tích cực để vượt qua một cách an nhiên. Người này về già cuộc sống rất êm đềm, thảnh thơi, chồng con đều thành đạt và hết lòng yêu thương. 8. Giọng nói thanh thoát, ấm áp, mềm mại. Phụ nữ có tiếng nói ngọt ngào, ôn nhu nữ tính, dù trông có vẻ bình thường, cũng vẫn có thể lấy được đàn ông có điều kiện tốt. Phụ nữ có tiếng nói dịu dàng nữ tính, đại đa số đều có tính cách mềm mỏng, bình tĩnh. Vì họ ăn nói nhẹ nhàng, không hấp tấp, nên gặp sự việc gì cũng có đủ thời gian để suy nghĩ. Phụ nữ như thế là người luôn biết lắng nghe và hiểu được tâm cảnh người khác, từ đó dễ dàng thành tri kỷ của chồng. Những mẫu phụ nữ luôn có phúc khí. Bạn thân mến, có câu, tâm thái quyết định vận mệnh. Cho nên, người phụ nữ có được phúc báo nhiều hay ít, may mắn hay bất hạnh, đều do cách đối nhân xử thế của bản thân. Ngoài việc căn cứ vào những nét tướng, thì người phụ nữ có phúc khí thường có những đặc điểm như sau mà bạn không nên bỏ qua. 1. Họ luôn lạc quan, vui vẻ. Người xưa có câu, nữ nhân biết cười, vận may sẽ không quá tệ. Người phụ nữ có lối sống lạc quan, luôn nở nụ cười trên môi, sẽ có thể truyền lại niềm vui, tâm tình vui vẻ, ấm áp, cũng như năng lượng tích cực đến những người bên cạnh, khiến mọi người sinh ra một loại cảm giác thân thiết, gần gũi. Đồng thời tâm thái tích cực đó còn có thể cuốn hút, cảm hóa và khích lệ người khác. Từ đó dễ dàng nhận được thiện cảm và ấn tượng tốt từ người đối diện. Chính vì vậy, họ sẽ dễ gặp được quý nhân trợ giúp. Bên cạnh đó, người luôn lạc quan, vui vẻ thì trong lòng thường sẽ không có những ý nghĩ xấu, mưu đồ xấu, hại người. Sau đó, họ không làm điều xấu, điều ác. Người phụ nữ như vậy trong cuộc đời sẽ luôn có phúc báo. Trong gia đình, người phụ nữ vui vẻ hay cười sẽ mang đến niềm vui cho những người xung quanh. Nụ cười trên môi của người phụ nữ như biến vũ khí thành tơ lụa, khiến mọi khó chịu, phiền não đều tan biến. Vì thế mà gia đình luôn êm ấm, hạnh phúc và giúp chồng an nên làm ra. 2. Phụ nữ kín đáo. Người phụ nữ cần kín đáo trong ăn mặc và cách sống. Phụ nữ thuộc về tính âm, âm thì ẩn giấu và kín đáo, mà kín đáo lại không liên quan đến xấu đẹp. Trang phục của phụ nữ thời xưa dù kín đáo nhưng vẫn rất đẹp. Ngoài ra, còn khiến người đối diện cảm thấy cung kính, tôn trọng, không dám xúc phạm. Người phụ nữ nào có được tư thái này chính là điều hết sức đáng quý. Một người phụ nữ sống càng kín đáo thì phúc báo sẽ càng lớn hơn. Đây cũng chính là kiểu phụ nữ ẩn được mình,
có nội tâm vững vàng, thận trọng và rất sâu sắc. Họ có thể giữ được tâm thái bình tĩnh, an hòa trước mọi hoàn cảnh. Người phụ nữ như vậy thường thanh tịnh, đạm bạc mà lại hết sức tao nhã. Nếu người phụ nữ không kín đáo trong cách ăn mặc hay cách sống, thường được coi là sắc thân không thanh tịnh. Người như vậy, cuộc đời sẽ luôn lận đận và không có phúc báo. 3. Phụ nữ biết giữ miệng, bản thân và gia đình được phúc báo. Muốn biết một người phụ nữ có phúc khí hay không, chỉ cần nhìn miệng là biết. Từ xưa đến nay, sống ở đời, họa phúc đều từ miệng mà ra. Thế nên, nếu không biết quản cho tốt cái miệng của mình, phúc đức tích được bao nhiêu cũng sẽ hóa thành tro bụi. Có lúc cái miệng làm tổn hại phúc báo. Phụ nữ là phong thủy quan trọng nhất tạo nên phúc khí của một gia đình. Nếu lời nói không đẹp, tâm không sáng, sẽ khiến gia đạo ngày càng lụi bại. Vậy nên, bản thân chọn phụ nữ phải biết giữ khẩu đức để giữ phúc khí cho bản thân và gia đình. 4. Phụ nữ có lòng biết ơn. Biết ơn là một đức tính tốt đẹp của con người trong văn hóa truyền thống. Người biết ơn là người hiểu biết lễ nghĩa, coi trọng đạo đức làm người. Người phụ nữ như vậy tất sẽ được phúc báo tốt đẹp. Biết ơn không phải là lời nói bên ngoài, mà chính là sự tri ân chân thành xuất phát từ nội tâm. Nhờ có lòng biết ơn, bạn sẽ cho người khác thấy được giúp đỡ bạn thực sự là điều có giá trị. Lòng biết ơn người khác phát ra từ trong tâm sẽ khiến quý nhân cho rằng việc giúp đỡ bạn là đáng giá. Còn nếu bạn là một người trong lòng đầy bực tức, có lối nghĩ phản đối, không ngừng oán giận người khác, thì quý nhân sẽ có thể đối với bạn tôn kính mà không thể lại gần. 5. Người phụ nữ lương thiện. Người phụ nữ có tấm lòng thiện lương, yêu thương mọi người, luôn giúp đỡ người khác mà không mưu cầu hồi báo. Khi làm việc thiện, họ đã tích được công đức lớn và họ sẽ được phúc báo và may mắn trong cuộc đời. Người phụ nữ thiện lương luôn hòa đồng với mọi người, khuyến khích người khác làm việc thiện. Khi thấy người khác làm việc xấu thì họ khuyên giải một cách thiện ý, nên bên cạnh họ luôn có quý nhân đi theo trợ giúp. Người phụ nữ có vận khí tốt thì trong đời dù gặp tai ương vẫn sẽ được hóa giải, được phúc báo. Gặp khó khăn rồi sẽ được quý nhân giúp đỡ. Bên cạnh phụ nữ này, người chồng cũng sẽ hưởng lây sự may mắn, danh thơm tiếng tốt từ người đời bởi tính lương thiện của vợ. 6. Sống chung thủy. Người vợ có tâm địa ác độc, không có lòng thương, sẵn sàng rời bỏ chồng mình để theo đuổi người đàn ông khác vì tiền bạc, quyền lực, là tự trà đạp lên đức hạnh của bản thân. Người sống như vậy ắt có cái kết không đẹp, con cháu khó được hưởng phúc. Phụ nữ có tính chung thủy, đồng cam cộng khổ với chồng con thì sẽ tạo nên phúc khí cho mình. Về già, cuộc sống không thể nào rơi vào cảnh khó khăn thiếu thốn. Quý thính giả thân mến, chúng tôi vừa chia sẻ đến bạn những nét tướng và đặc điểm của người phụ nữ có phúc khí. Dựa vào đây, bạn có thể nhận xét được người yêu của mình thế nào, cũng như có thêm tiêu chuẩn để chọn vợ chuẩn xác hơn bên cạnh việc hai bạn hợp tính và quan điểm sống với nhau. Đến đây thì thời lượng của triết lý nhân sinh cũng xin được tạm dừng. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.